bạn, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi dạo một vòng phố Ayinpa nha, là cái nơi mà mình sống á. Mình mới về Việt Nam, đây là em gái mình với bạn của nó, đây là bạn gái mình. Chuẩn bị lên đường thôi. Let's go. Đây. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tới cái chỗ mà mình hay đi chơi hồi học cấp 3 nha. Cái chỗ bờ kè á, cạnh bờ sông. Chỗ đó cũng là chỗ hẹn hò của rất nhiều cặp tình nhân. Rồi chuẩn bị tới đây. Kia là cái cầu Bến Mộng, cái cầu nổi tiếng nhất ở thị xã mình ở nha các bạn. Đây có mấy đứa thả diều nè. Diều Doraemon. Lâu hôm học cấp 3 mình hay ra đi chơi lắm. Và đây là cái bờ kè. Để mình kiếm chỗ đậu xe rồi mình lấy máy flycam của mình lên, mình quay toàn cái khung cảnh ở đây cho các bạn xem nha. Oh,
so hard. But we were traveling the mountains just to find a giờ mình sẽ đi hết cái đoạn bờ kè này cho các bạn xem nha, nó cũng khá dài các bạn. Ở trên kia đây là cái nhà núi yến nè, có máy gọi yến nè. Ủa? Nước rồi nó phun ra. Bên là rẫy cũng như rẫy bắp nè, rồi có bên kia có khổ qua sao kìa, khổ qua rẫy khổ qua, còn bên kia xong là rẫy người ta trồng thuốc lá nha các bạn. Thôi sợ lắm, dơ. Và ở đây cũng là những địa điểm lý tưởng của các cặp đôi tình nhân ra đây hẹn hò nha các bạn. Còn cái ngọn núi ở kia là người ta gọi là chưa mua, nó chỉ có mỗi một mình nó ở đó à, cô đơn lạc lõng. Khi có chú kia đánh cá kìa, giăng lưới kìa. Đây là dòng sông nổi tiếng của chỗ mình ở á, sông Ba nha các bạn. Sông này chảy từ Ajinba chảy ra Phú Yên nè, chảy ra biển nè, thiệt mà. Nếu các bạn có dịp mà ghé qua thị xã Ajinba chơi thì mình cũng khuyên các bạn là buổi chiều mát mát như vậy nè, xách xe chạy ra bờ kè đi dạo một vòng rẻ lắm. Mình phải quảng bá nơi mình ở cho các bạn biết chứ. Cũng là nơi lý tưởng cho các bạn người tập thể dục luôn, đi bộ. Cái này không biết người ta xây làm cái gì đây, chắc để đắp bờ kè á, sợ bị lụt các bạn, nó sói mòn á, ta làm cái này. Hồi mình còn ở đây, mình học cấp 3 á, là mấy chỗ này người ta chưa có xây xong, cái này là người ta mới xây thôi. Hồi năm ngoái mình đi ra chỗ này đâu có đâu ha. Hai bé à, không thấy đường nữa, tụt rồi, quay lại, tới đây là hết rồi.
giờ mình quay lại thôi. Tới đây là hết rồi các bạn. Ở phía trước thì người ta đang xây thêm kìa. Thôi bây giờ mình vòng lại, mình dẫn các bạn ra một nơi khác nha. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra quảng trường nha các bạn. Quẹo phải nè. Đây là cái quốc lộ 14 nè. Đường thì đó còn gọi là đường Trần Hưng Đạo hoặc là quốc lộ 14 đó, chạy từ từ Bắc Nam. Nổi tiếng ở thị xã mình nha. Con cuốn chạy qua đường kìa, nguy hiểm quá. Để mình chỉ cho các bạn cái chỗ trường lo mình học, trường cấp 1. Đây là cái bưu điện thị xã nè. Đây là siêu thị, chỗ mình ở nó nhỏ lắm. Còn đây là trường Võ Thị Sáu, trường hồi mình học cấp 1 nè. Lâu lắm rồi. Còn bên này là ngân hàng. Dọc đường này có nhiều chỗ bán đồ ăn vặt lắm các bạn, như gỏi nè, bánh cuốn, bánh tráng trộn, trà sữa, rồi mấy quán ốc nào, quán nhậu nữa. Đây là trường cấp 2 của mình học, trường Nguyễn Huệ, trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Còn mấy khu này là chỗ ăn uống nè, quán nước, đồ, trà sữa. Đây là quảng trường, chỗ nhiều người chơi á. Chỗ này mới xây lên, hồi lâu mình ở đây thì chưa có. Để mình chạy ra đây rồi mình lấy máy bay mình bay lên cho các bạn xem toàn cảnh ở đây. Sợ quá à. Sợ bay lên mà mắc vô dây diều á, tại mấy người ta thả diều ở đây nè. Quay phải đi bé. Tàu xe đây nè. Giờ mình lấy máy bay ra nha các bạn. Chiu, tới nơi rồi.
đây em quay phim được không chị? Em quay phim được không? Được chứ. Dạ. Ăn gì mấy đứa? Cái gì vậy? Cho em một dĩa gỏi đi. Dĩa gỏi. Dạ. Dĩa gỏi với lại là ốc. Dĩa ốc hả? Một dĩa gỏi, một dĩa ốc. Dạ. Cân này. Đâu như kiểu đi câu cá mà. Cho đây con cái có ấy à? Giờ rồi mình gọi món rồi mình gọi một dĩa ốc với lại một dĩa gỏi. Cái này anh thích nhất. Ngồi đây là cái quán như quán vỉa hè các bạn. Nó ngon, giá cũng ok, có chân gà nướng rồi chim cút nướng, trứng vịt lộn, gỏi rồi ốc. Nước chấm để ăn ốc nha các bạn. Có nước chấm nè, dưa leo nè, rau răm nè. Thử độc. Bà chuối và thử độc, có độc không nha? Có độc không em? Không có độc hả? Ăn mà cái mặt em tiêu vậy. Còn đây là bà mắm vlog. Còn đây là bạn bà mắm. Ok, đây là cái gì ốc của cái mình nha các bạn. Nhìn cũng hấp sợ dẫn. Ngon nè. Thơm. Ốc này ốc bươu à. Có sả nè, lá giang nè, ớt nè. Ai thử đọc con ốc trước đi. Có Tâm nè. Bé thử đi bé. Bé thử rồi bé cho cái cảm nghĩ của bé về con ốc này. Mắm vlog kìa. Đây, trời ơi, bé sẽ quay vlog luôn. Kêu ăn thử ốc mà quay vì gì? Tiết ăn thử ốc với Tiết. Em lỡ vô game mà. Dở vô game hả? Dạ thôi em chơi game đi. Thử cho. Em thử miếng ốc coi. Nó như thế nào, coi nó có ngon không. Người ta cho mình cái rổ để mình bỏ vỏi trong đó luôn, đỡ phải vứt lung tung. Ngon không? Diện quá. Ngon hỏi thì có ngon không? Có. Ngon à. Để anh thử là miếng coi. Quán lần đầu tiên đi ăn mà nó có cái này. Để anh thử miếng. Tê đấy. Ở đây hả? Trời ơi. Quay coi hướng. Quẹo quá thai. Cái đó là cái gì nè? Đó được rồi đó. Thử miếng ốc nha các bạn. Chị ơi, chị sẽ cái bàn nha chị. Lá trùng á, chị sẽ cái bàn nha. Chấm miếng mắm nè. Ngon mà. Ngon mà. Ừ. Ngon. Có cơm nữa ăn ngon lắm ba. Có tô cơm ở đây nè. Có lá giang nữa nè. Có lá giang với lại cốc ở quán đó nè bé. Bây giờ biết bát không? Đây là gì đây ba? Sả. Má nạn. Ngon quá. Giờ mình đợi cái dĩa gỏi nha các bạn. Còn đây là cái dĩa gỏi. Cũng có nước chấm luôn, có đậu phộng nè. Hành phi, đu đủ, rau năm, ớt, cà rốt, da heo, da lợn. Thử luôn. Thử miếng coi. Má thử cái nè. Mẹ thử cho. Để mình thử luôn đi. Các bạn thử. Mấy bạn lè phèo á, để mình thử luôn. Ủa mắc cười quá. Nên lấy bộ điện thoại để ngay chỗ cặp. Không, nước chấm đây nè, ấy là bỏ vô rồi trộn lên á. Vừa chưa? Nó vừa ăn luôn á. Ngọt, độ ngọt nè. Có độ cay vừa ăn luôn. Có hành phi với lại đậu phộng nó giòn lắm. Tạo nên cái vị ăn rất là hấp dẫn luôn. Mấy bạn ơi. Cái quán cốc này cạnh cái quảng trường luôn. Đối diện trường Hồ Long mình học, trường Nguyễn Huệ. Đối diện nó thì cái trường bên kia, quán cốc bên này. Giờ mình sẽ chiến hết cái đống này nha các bạn. Nhiều ấy, ngon nè. Sau vài phút vật vả. Cuối giờ hai dĩa, một dĩa ốc, dĩa gỏi sạch banh luôn à. Bé vẫn còn canh thủ gấp thêm miếng dưa leo. Cái nước ốc nó ngon lắm các bạn. Có gì ở dĩa cơm luôn ha. Ừ, có dĩa cơm này, ăn với ốc này tuyệt vời luôn á. Giờ trời cũng tối rồi. Mình xin dừng video tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ. Nếu các bạn có ghé quán Ajumpa thì hãy nhớ ghé cái quán ốc này nha các bạn. Bye bye.